Xin chào bạn mình là Hương rồi. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tiếp tục series đó là thử thách đồ ăn theo yêu cầu của bạn nha. Là như nào vậy? Có nghĩa là như thế này. Hôm nay các bạn ạ, bốc vào tờ giấy yêu cầu các bạn ạ, thì sẽ được phép là yêu cầu người bị ăn, ví dụ như phải ăn quả dưa lửa, quả dưa hấu này, là ăn mướp đắng này, yêu cầu ăn con gà, yêu cầu ăn quả dưa hấu, bánh yêu cầu mì. Ăn bánh mì này. Đấy, có nghĩa là hôm nay được phép là những người là mình ghét các bạn ạ, đấy, bắt nó ăn, hiểu chưa? Chết rồi. Anh ơi, phần thưởng còn lớn không anh? Rồi, phần thưởng hôm nay mình sẽ trao người thắng cuộc các bạn ạ, sẽ là 500 đô bạn nha. Thế còn hình phạt? Rồi, hình phạt hôm nay mình sẽ không phạt các bạn ạ. Hôm nay đó là trận chiến kiểu trả thù các bạn, đấy, hiểu không? Đấy, thì các bạn thấy cái video này của mình hay thì like và chia sẻ với ủng hộ mình các bạn nha. Yes. Còn bây giờ người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, let's go. Người chơi ta sẵn sàng chưa? Đấy, bây giờ bốc thăm nha. Ai bốc trước đây? Cho anh Minh đi. Rồi. Cho mình vâng chiếc cho con nhá. Anh ơi, khổ lắm. Mình lại bị ăn. Bị ăn các bạn ơi. Bị ăn các bạn ạ. Các bạn ơi, mình lại yêu cầu nhá. Yeah. Bị ăn các bạn ơi. Bị ăn các bạn ơi. Bị ăn, rồi, anh lại yêu cầu đi. Nào. Đâu. Anh. Mình yêu cầu Nguyên ăn mướp đắng này. Rồi. Anh Hoàng nhớ nhá, lần đầu tiên cho Bách ăn xúc xích nhá các bạn nhá. Nhá. Cường à, Cường cho củ xoào đi. Đấy, các bạn ạ. Xoào, cũng được các bạn ạ. Cho đây, mơn có sao. Các bạn ơi, bây giờ ngon nhất các bạn ạ. Chúc anh em ăn ngon miệng. Mà là bạn nhá. Các bạn thấy cái show đi này của mình hay, like và chia sẻ ủng hộ mình nhá. Đấy, xoào luộc ngon đúng không? Ngon không? Ngoạn lắm các bạn ơi. Rồi. Mướp đá. Với mình các bạn nhá. Rồi, xúc xích các bạn ơi. Các bạn ơi. Lần đầu tiên mình đã ăn mướp đá rồi, xong lần mình bóc vào yêu cục cà rốt mình trả thù nhá các bạn nhá. Cứ bóc vào đi. Đắng không? 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 Thế là ngon rồi. Ăn được rồi. Đúng không? Ăn được đúng không? Đấy. Các bạn ơi, trận chiến này là kiểu như ai mà ghét các bạn ạ. Đấy, bắt ăn các bạn nha. Đấy. Nếu Bách mà vào yêu cầu thì Bách sẽ bắt ai ăn kinh dị đây. Bắt Nguyên. Sao có điều Nguyên rất là nhiều người ghét. Thế còn Cường kia. Rồi. Thế còn Cường. Thôi em chưa biết anh ạ. Đến lúc đấy thì tính sau ạ. Không ăn ai các bạn nhá. Rồi, rất là khôn các bạn. Cường rất là khôn khéo. Đầu tí xem ai vừa chỉ định đồ ấy là bố trả thù ấy. Rồi. Mày vừa bốc. Mày cho bác anh các bạn. Rồi. Nếu anh Hoàng bốc vào yêu cầu anh sẽ yêu cầu ai ăn kinh dị tiếp. Tiếp theo là sẽ gọi là lần lượt. Ai là lần lượt. Lần lượt các bạn công bằng. Rồi. Đấy. Du hào luộc các bạn nha. Mình hình sống sống ạ. Rồi. Mình ngái. Như là su hào sống vẫn ăn được các bạn. Xúc xích ăn không? Ngoài ơi. Đấy, xúc xích gì đấy? Xúc xích có hướng. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái của mình là khó ăn nhất. Đúng rồi, mức đắng nó sẽ đắng các bạn nha. Su hào thì dễ ăn hơn. Nhưng mà đồ này dễ ăn các bạn nha. Cảm ơn anh Hoàng. Rồi. Quá ngon. Quá ngon. Mình với Bách gầy thương, mình cho ăn xúc xích cho mập lên các bạn. Rồi. Bằng mình đã cố gắng Nguyên hiệu quả rồi các bạn. Nguyên là béo phải ăn đồ đắng để giảm cân chứ các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Đấy. Cường nhá giòn vết đấy các bạn. Ngon hết các bạn nhá. Ngon mà, su hào ngọt mà. Nhưng mùa này mùa su hào, trong mùa su hào trong Nam. Su hào mùa này đợi cực đắt luôn đấy các bạn. Mùa nào cũng có á. Đấy. Hiện tại là chưa thấy yêu cầu những cái đồ to các bạn ạ. Đấy. Tại sao anh không chọn là yêu cầu những cái đồ to? Không phải, vòng 1 anh phải cho ăn đồ nhỏ, mình phải hành hạ từ từ nhỉ. Có anh cái bánh mì to đi ra luôn còn gì là hấp dẫn nữa. Rồi, hiểu. Hồn phết đấy. Rồi. Tí nữa còn chanh hay quất lên. À ngâm à. Rồi. Cố lên. À. Đấy. Tiếng mẹ các bạn ạ. Anh đã hết à? Hết rồi anh ơi. Xịt luôn. Nhanh đấy. Cố lên. Wow. Vừa nãy bạn Nguyên ạ. Nguyên nhá. Gây gớm phết rồi. Cần bên cuối. Wow. Còn mỗi Nguyên rồi các bạn. Mỗi Nguyên. Các bạn ơi, chỉ mình bốc qua yêu cầu ấy. Mình cho bạn Nguyên anh chanh này, anh
của anh cho anh mình giảm cân. Vừa qua đây anh giảm cân mà của anh cho các bạn ơi, chắc là mướp đắng ngon ra ông Nguyên ăn từ từ để cảm nhận và thưởng thức nào các bạn. Đúng không? Đắng sao không ăn nhanh lên nhở? Đúng rồi. Cứ ăn ngâm ngâm để thưởng thức nào các bạn. Rồi. Đấy các bạn ơi, Nguyên ngon bị yêu cầu ăn mướp đắng các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn hôm sau mà mình bốc phải mình cho Nguyên mướp đắng rồi nhé. Rồi đắng như hết rồi sao nhở? Đây của anh ấy ăn một quả nữa các bạn ơi. Em xong rồi anh ơi. Rồi ok. Được rồi các bạn ơi. Các bạn thua chưa? Chưa. Rồi bây giờ bốc thăm tiếp nha. Lần này cho Nguyên bốc trước nghe. Chơi đi. Cho mình bốc xem vào yêu cầu không cho ta bao nhiêu. Rồi yêu cầu. Bị ăn này. Nào. Các bạn ơi, mình vào yêu cầu rồi. Quả này bốc rồi. Quả này bốc rồi. Mình yêu cầu đi. Mình yêu cầu. Mình cho bách quả ớt chuông các bạn ơi. Bách ớt chuông. Đây mình cho anh Hoàng cả chua pin. Chả tu đấy các bạn. Cho cường chai bảy ốc các bạn ơi. Cảm ơn Nguyên nha. Chọn hù chết luôn. Được. Lần sau mình có bóc vào yêu cầu mình lại ăn đồ cái gì tiếp các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Mày có ai đồng lương các bạn nha. Cả chua bi và nó chua nó nhỏ mà. Cà chua không phải đồ kinh dị đâu các bạn. Nhưng mà nhiều thôi. Không các bạn ơi, nó cũng là nếu ăn trống ngang ngang các bạn. Rồi. Làm sao nó nước cũng có ăn các bạn. Đấy. Ê, em bỏ hạt nhá. Ớt chuông với mình chứ bình thường các bạn nhá. Ớt chuông ngon mà. Ăn như ngon. Sống đi. Cà chua này cũng ngon còn. Nói chung là bán anh cái gì cũng ngon các bạn ạ. Rồi mình ăn đấy chua nó cứ ngang ngang rồi gì. Không như vòng trước mình đáng. Không như vòng trước mình ăn mướp đắng, đắng hết mồm luôn. Đây bao nhiêu nặng bây giờ? Nó phải 4 lạng. Kẻ nó có ga bạn. Đấy. Đúng 4 lạng nữa. Bạn ơi, uống nước ngon mạnh mình á. Vừa đấy là Cường ăn đồ nhẹ, bây giờ đồ cũng nhẹ. Mày có canh thương. Các cụ thương các bạn nha. Quay nhớ mọi người để mình cho anh mướp đắng. Nhớ mà đấy. Nhớ. Anh phải lần lượt chứ. Lần nào chỉ em đi. Em chỉ có ra. Không chỉ anh cái gì ngon ngon đi. Chỉ của anh này ngang quá. Anh ban đầu chỉ em mướp đắng. Thế ông Nguyên trả thù mình đấy bạn. Gần hết rồi nha. Hết các bạn nha. Nó phê đấy. Còn bách với lại anh Hoàng rồi thôi. Bách sắp xong rồi. Hết quả ớt chuông rồi. Bách ăn gần hết quả ớt chuông rồi. Tí bách mình muốn bốc đồ mình cho bách con gà các bạn ăn cho ngon. Đấy. Cố lên. Sắp xong rồi, bách cũng sắp xong rồi. Rồi. Các bạn ơi. Mới vòng đầu các anh thương mình sao ấy, chắc mấy vòng sau mới đè ép mình. Cái đầu cho ăn hơi nhẹ các bạn ạ. Mùi hết các bạn. Rồi. Rồi hết rồi các bạn ơi. Đấy bây giờ lại bóc thăm tiếp theo các bạn nhá. Đi. Rồi. Bóc tiếp theo. Ai bóc trước đây? Em đi. Rồi cho Cường đi. Cường chưa phát lại yêu cầu. Đây. Bắt Cường yêu cầu rồi. Bách. Nhanh lên. Khỏi bốc các bạn ạ. Khỏi bốc luôn. Cứ nhìn như rồi. Yêu cầu các bạn nha. Yêu cầu luôn. Mình đi ăn. Ăn hết các bạn ạ. À. Rồi ok. Cứ yêu cầu đi. Cho anh Hoàng được quả dưa đi. Quả dưa hấu. Rồi. Cần cái này là hành nhỉ? Tomato. Tomato cho bác nhận dài nhỉ? Rồi. Bác Nguyên à. Ơi mình rồi các bạn ơi. Cho gì? Bác Nguyên cho ăn. Cho củ ớt kìa. Cho anh nó vàng. Cho bác Nguyên ớt chuồng. Có ớt chuồng này. Đó ớt chuồng à? Đấy quá, chưa à? Con dao đỏ luôn à? Còn nó đỏ mà nha. Cây đỏ các bạn. Giờ mình biết là Nguyên thích ăn ớt chuông các bạn ạ. Anh Hoàng hai mai em mượn con dao để em cắt. Cắt đầu nó đi. Đây. Đúng rồi. Cây hốt rồi chắc. Ăn cả luôn rồi sao vậy? Cây hốt rồi chắc rồi vứt đi các bạn. Các bạn ơi. Hôi em. Lửa quả này chắc nó rơi vào tầm 2 cân các bạn. Các bạn ơi hôi em các bạn. Rồi. Mình cầm này nhích cho mình thử cái ăn các bạn nhé. Đây không kinh dị mà to quá các bạn. Còn đấy, đưa anh Hoàng ăn dưa bạn. Bách ra bên cây rồi các bạn ơi. Để chưa anh Hoàng ăn quả dưa 3 cân 6 các bạn ạ. Đấy, Bách ăn ra bên cây rồi. Ăn thế nào Bách?
ngon không? Quái gì ơi ạ. Đây. Đấy, Nguyên được ăn được ớt chuông các bạn ạ. Ớt chuông. Châu. Đấy. Cố lên. Mình gần hết miếng rồi ạ. Rồi. Đấy. Ừ, bánh ăn được đấy. Bánh ăn được đấy, anh Thành Cường này. Tí mình phải bốc cho ai bánh mì này các bạn. Rồi. Ây, nghe chưa? Mạnh mạnh đấy các bạn ạ. Trời, cay mắt cơ. Cay cay mà ăn, cay bắn nó mắt còn gì nữa. Đúng rồi, cay hơi bốc cay các bạn. À, thôi đi không nói nữa. Đừng nói nữa. Đấy các bạn ơi, cái hơi của ai nhìn nó bốc lên nó cay mắt các bạn ạ. Cay rồi. Khóc rồi, khóc rồi. Thôi em đừng khóc. Thôi em đừng khóc. Làm chi? Khóc rồi. Rồi mất các bạn. Đừng lau tay vừa ăn hành xong này. Mình hết hai miếng, còn miếng nữa còn cuối cùng. Rồi. Nguyên gần hết rồi, hết chưa? Dạ rồi. Rồi. Bánh ăn bánh lên. Quần mình các bạn ạ. Đấy. Đấy rớt miếng ở đây các bạn ạ. Đâu rồi? Rớt một cây rồi. Đâu rồi? Không lên nữa. Bắn lên. Đấy, ăn từ từ thôi. Cố lên. Phải mà mình răng vâu thì bố nó nhanh hơn các bạn. Rồi. Răng không vâu mà anh ăn nó ăn rất nhanh các bạn ạ. Cố lên. Không không, mình hết rồi không? Bạch hết rồi đấy. Đủ hết nha các bạn nhá. Bạch cũng hết luôn. Wow. Bạch hết luôn các bạn ơi. Đấy, có ai chịu thua chưa? Đó, ai thua. Rồi các bạn ơi, vòng tiếp theo các bạn nhá. Bạch không thua đây. Úi giời. Làm lừa quả dưa lo quá các bạn ạ. Rồi. Ôi, xem đấy. Mình vừa gì đây? Đổi vị trí để lấy phong thủy các bạn ạ. Mình bị ăn các bạn. Mình bị ăn các bạn ơi. Bị ăn. Mình cũng bị ăn. Rồi, thế là Bách là người yêu cầu. Yêu cầu các bạn ơi. Bách yêu cầu ai? Yêu bạn Nguyên. Bạn Nguyên à? Bạn Nguyên à? Thôi cho bạn Nguyên có một đá đi. Rồi. Nguyên ơi, bước đá. Anh Hoàng. Em mình thương anh Hoàng, mình cho anh Hoàng uống nước các bạn ạ. Rồi, anh cảm ơn Bách nhá. Bạn gần mồm giọng. Các bạn ơi, cho mình gần cả bánh mì á. Rồi, ok, ngon đấy. Bánh mì á. Cửa này mang hộp con dao này. Các bạn ơi, mình đã dị ứng mướp đắng rồi thì Bách toàn cho mình ăn cái bánh mì. Các bạn ơi, mình đã thu thành công rồi các bạn ạ. Cho mình ăn bánh mì nước ta chưa cuộc đời. Bạn đường ăn bánh mì ngon. Đấy, xà tinh ngon đấy. Bánh mì cũng ngon đấy. Mướp trắng cũng ngon đấy. Các bạn vừa làm lửa lửa quả dưa lò quá các bạn. Rồi. Khổ hợp các bạn. Rồi. Ráng lắm các bạn. Ráng rồi. Rồi mình bốc vào mình cho bạn bác ăn thì to nhất. Ui. Có nghĩa là anh đây rồi. Đấy lại thêm một sự trả thù rồi các bạn. Biết rồi. Rồi. Nhìn. Cái mùi nước đắng mình ra thấy ghê các bạn. Nó hăng hăng các bạn ạ. Đấy, bánh mì này là bánh mì Bixi các bạn nhá. Ngon đấy. Nó rất là dài. Dài. Cố lên. Dài dài go. Go ơi. Ngon quá các bạn. Rồi. Đấy. Như nào em? Ngon lắm ạ. Rồi. Sa tinh thì ngon rồi các bạn nhỉ. Ngon nhưng mà lo quá các bạn. Đang lo à. Ngặng chết. Hiện tiết trận mắt các bạn. Rồi, bánh mì Messi nó rất là dai. Bạn giáo ấm vào mặt ngon. Rồi, cố lên. Đấy các bạn ơi, Bách yêu cầu sướng các bạn ạ. Bóng nguyên đây. Ấm như ăn ngon không? Không ngon rồi, trả thù bọn khác. Rồi. Bạn muốn ra thì chết lên anh cười hành cây ghe mắt ra nhìn ai đấy. Cho bạn ai cho bạn ai bạn ăn. Cường rồi bỏ qua các bạn bỏ lên ngất buồn. Đấy anh Hoàng gần hết chai nước rồi các bạn ơi. Ui, đồ lô à khỏe à đấy chứ các bạn ạ. Mỏi hết hàng rồi mà. Rồi ăn bánh mì luôn này. Ui, cái này nó có ga quá. Mình vừa làm lẩu quả dưa lo rồi xong uống cái này nó có ga nữa các bạn. Nó đầy bụng quá. Bạn Nguyên này ngon nhỉ. Ừ ngon lắm. Bạn cứ trả thù tới đi. Cái rồi bạn. Rồi anh chua. Mình hết chưa? Mình hết rồi nha các bạn nhá. Rồi ok anh Hoàng chốt chưa?
Rồi hết rồi. Mình hết các bạn nhá. Các bạn sẽ đợi tối đi. Rồi còn mình Cường thôi. Cái bánh mì to thì ai mà đợi được. Bánh mì dài hơn mẹ. Đấy, quá ghê gớm. Wow. Rồi Cường hết rồi. Có ai chịu thua chưa? Rồi vòng tiếp theo. Rồi vòng tiếp theo. Ai bốc trước đây? Bốc chưa? Rồi người bốc trước. Rồi cái rồi nhìn cái dúi rồi đã biết rồi. Nhìn cái dưới dưới rồi đã biết rồi, các bạn rồi nghe. Mình nhìn cái dưới dưới rồi biết bọn người ông này đây ông cầu các bạn ơi. Ăn hết rồi các bạn ơi. Mình cho bánh khỉ cái này nhớ các bạn biết rồi. Bí cơ bạn. Còn cờ mình cho sông sinh. Đấy là sữa. Anh Hoàng mình cho gà khô. Cái này thì mỏi răng lắm các bạn. Rồi đánh nguyên sướng các bạn ạ. Anh ơi mà lần này mình không phải ăn. Rồi, chào bác nhận tao. Mình phải bỏ bớt cái lá chanh. Nhiêm bác Nguyên, ý nhất nhạy chứ, chạy thù lại. Ui, không bao giờ trả thù được luôn. Nguyên được khô quá. Được luôn, biết các bạn ạ. Nó khô quá các bạn ạ. Bạn Cường ơi, bạn biết bổ bị ngô và bổ giờ với. Bạn ăn hổ tôi xúc xích chí. Ăn đi. Các bạn ơi, Nguyên cho mình cái này dài quá ạ. Sưởng các bạn ạ. Em sưởng của bạn. Ăn cũng dễ, bị ngô. Bạn ăn lại đeo ạ. À có ngoài không ạ. Nói chung cái anh Hoàng là cái ngon nhất rồi. Cái bánh bay đéo các bạn ạ. Mà ăn như nào? Nó mỡ, xếp. Ngon đấy. Mình khô quá ạ. Cái này phải quay Hoàng mày. Rồi, không được quay, ăn Nguyên. Ăn luôn và ngay. Khác gì ăn kinh dị các bạn. Đấy. Ngon thế bảo kinh dị. Nhiều chất các bạn ạ. Của mình khô lắm các bạn. Nhưng mà dễ ăn hơn. Mình không phải ăn mình đứng lần này mình thèm. Chờ mấy bạn ăn mình thèm mình phải ăn gà khô. Kinh dị. Mỡ ơi. Lớp mỡ nó dễ thích luôn. Anh ăn thế nào? Ngọt không? Ngọt ngọt lắm. Rồi. Đấy. Đấy là bí bao tử các bạn nha. Bí cuộc sống nhỉ. Đấy. Lạp xưởng ngon. Cố lên. Đấy, cô gà có rất bánh nhiều. Ăn xong chưa? Ngại mỏi mồm không? Phải ngại mỏi mồm phải không ạ? Cố lên. Cái lạp xưởng này mùi gì đấy? Thuốc bắc. Mùi gì? Mùi à? Bông nào? Cái mùi con vị à? Cái ngá này. Mùi lạp xưởng các bạn. Rồi, mùi lạp xưởng các bạn nhá. Ngon không? Mai Quế Lộ. Đấy. Bác chịu thua chưa? Ngon không ạ? Rồi. Nhìn cái mồm kia biết là sao thua rồi. Đấy. Anh Hoàng chịu thua chưa? Anh chưa thua sao được. Cái ngon mà. Chỗ anh ngai hơn lâu rồi. Ui, nó mặc răng các bạn. Cố lên. Đấy, bác chết một gần một lửa quả rồi. Nhưng mà nó mỡ. Đấy, Cường ăn hết một lửa rồi đấy. Bánh lắm. Bạn lại bố tay tớ thì. Bánh ăn quả xong chắc cũng thấy ngán luôn các bạn. Rồi. Cô gà của anh Hoàng nó rất là khô các bạn ạ. Khô lắm các bạn. Có ngạc thế. Rồi. Đấy, Nguyên không được ăn các bạn ạ. Mình phải ăn kéo người á các bạn. Kéo của anh Hoàng các bạn. Kéo Hoàng các bạn. Rồi. Cố lên. Đấy, có ngon bia đã tuyệt vời các bạn. Quay. Đấy. Ăn bì có ngon không? Chẳng ngon. Củ sống ngon các bạn. Ngon như củ sống các bạn nhé. Rồi. Đấy, bác anh không nghe nên là nhỉ? Bác sẽ là người ăn cuối cùng đấy các bạn ạ. À. Lại phải chờ bác rồi. Mà ngấy lắm các bạn. Chờ cái lạp xưởng ăn nó ngấy thật. Rồi. Mỡ. Đấy. Cô gà này nó khô các bạn nhá. Vâng. Ăn cô gà ngon ngon các bạn. Rồi. Nguyên ăn dưới của mình bao nhiêu ấy. Đấy. Nguyên rất là tốt bụng. Dạ. Không phải có bộ ngơ mà thèm nữa. Các bạn ơi, có thể là tự yêu cầu mình ăn được. Đấy, không phải nhất thiết là yêu cầu người khác ăn. Đấy. Thế yêu cầu mình ăn được 4 người ăn luôn à? Hay là một mình ăn thôi? Được phép yêu cầu người khác ăn và tự được phép yêu cầu mình ăn. Có thể yêu cầu em thèm cái bánh mì này. Thế mà mình yêu cầu cười các em ăn cái bánh mì đấy. Tự bản thân mình tưởng mình đấy. Bản thân có bánh mì. Mình yêu cầu mình ăn cái bánh mì. Đấy, tự tưởng bản thân. Các bạn ơi, bánh trên nào đây, còn không ơi, giấu đâu ơi. Trời ơi,
Cậy rồi. Rồi ok. Đấy, cậy đi. Bách sao xong chưa? Sắp xong chưa Bách? Chưa, còn vài miếng nữa. Còn vài miếng nữa. Rồi. Thế bạn nhé Hoàng ơi. Có khô hút rồi nhanh lên. Rồi, cố lên. Làm miếng ớt vào tay rồi ạ. Vào răng rồi ạ. Rồi anh ơi, các bạn. Các bạn chắc còn miếng cuối lại nhá. Rồi, cờ miếng cuối cùng. Cứng lắm. Đừng đè thế mà phải lạo ra. Không, lạo cho ngay, như cứng. Cuống à? Cuống, cuống. Cố lên. Khổ phê không ạ? Anh ấy kèm như anh gì? Anh em xin thú em kèm ngấy quá. Quả kèm các bạn, cái của mình ngon không bạn? Kèm đâu cũng ngấy quá, ăn nạc sữa nó nhiều mỡ. Rồi, máy sắp xong rồi. Anh Hoàng nghe đi. Đừng ngấy luôn các bạn. Mình ăn cả vừa hương các bạn, ngon không bạn? Rồi, có ai nhận thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo. Rồi, sẵn sàng chưa? Chưa. Ai bấm trước đây? Em có bị ngơ đồ à, em bấm trước. Rồi, cho Bách bấm trước. Bị ăn rồi. Bị ăn rồi. Giơ lên đi. Chán quá anh em. Chết rồi, mình lại phải bốc vào yêu cầu các bạn ạ. Yeah. Ăn. Bị ăn, anh Hoàng lại gì đây? Yêu cầu. Đấy, anh Hoàng yêu cầu ai đây? Cho Nguyên ăn này đi. Rồi, bánh trà xanh. Trà xanh ngon. Trà xanh. Cương, lại đi em đi. Ôi, cho Bách con gà đi. Chấm chi nha. Ngon thế anh ạ. Cái này đi. Ngon thế. Rồi. Ok, cảm ơn anh. Vòng này khó chế định nhá, mày có yêu cầu không mày? Ôi. Rồi. Toàn đồ to thôi. Ok. Wow. Đấy, gà ngon đấy. Wow. Ngon đấy. Ngon lắm. Có thể cho xin cái đuôi nào. Nó chua. Thèm các bạn, nhìn gà thèm quá các bạn. Rồi bác ơi, cho xin đuôi. Ăn tham không cho. Chua anh ạ. Thấy chưa, ăn tham. Đấy. Không được các bạn, thế này rồi. Lần sau nhớ mặt. Rồi. Lần sau mình phải cho cái bánh mì to tướng luôn các bạn. Chua. Đâu rồi. Nó chua. Cho từ xin cái cánh. Đời. Cánh à. Nào xin cái đuôi ăn tham. Bánh có cho không? Cho biết một cái chân nhà bạn không? Không không. Bạn nghĩ nghe. Ruột linh kinh thì bạn ăn. Rồi. Ui bạn chua quá. Cuộn hết ruột lại các bạn. Cố lên. Đấy ăn cốt nó chua các bạn ạ. Hoan Đông Nguyên. Không ngon ạ. Em ngon rồi. Mình bảo cho cái này ngon. Bánh này ngon các bạn nhỉ. Bánh gì đây? Bùng nam. Bánh bông nam. Chặt xanh. Wow. Mình mà biết kêu Nguyên kêu ngon nhá, mình cho khai quất các bạn. Rồi, mình cho đồ ngon lại còn chê. Đấy. Bách Khỉ ăn rất tham nhá các bạn nhá, xin cái đùi không cho các bạn ạ. Lật mặt đấy. Lật mặt đi. Đấy, anh gà cho. Ngon quá các bạn ạ. Không ngờ sống lật mặt các bạn nhỉ. Rồi. Cố lên, cường chua lè loét hết mắt rồi. Mình cho ngon này vẫn còn chê. Đấy. Không biết hướng hiểu nào. Chắc là thích kiểu mướp đắng nào các bạn. Rồi. Sao anh cho cái hộp quất? Không, một lần sau cho một hộp quất hoặc là cho hành tây. Bánh hết chưa? Đấy, gà ngon quá các bạn ạ. À. Ai xin không cho? Tham. Ăn tham. Ô, được rồi. Các bạn. Ui. Ăn tham nhỉ các bạn nhỉ. Mình yêu cầu cho con gà ngon thế cuối cùng mình không được cái đùi gì các bạn. Buồn quá. Thôi tí mình cho Bách ăn cái chỗ lạnh được không ạ? Rồi, đấy. Anh có thể yêu cầu ăn bao nhiêu chanh là tùy anh. Đấy. Ok. Ở đấy nó có 2 4 6 7 quả. 7 quả các bạn. Đấy. Rồi. Đấy, nguyên ngon. Tắt hết rồi đấy các bạn ạ. Sao bây giờ nhá các bạn nhá. Rồi. Bánh xong hết chưa? Em vừa hết rồi. Đấy, cố lên. Bạn này xót hết ruột rồi các bạn ạ. Ngon đấy, gà ngon thế. Này có tí bột canh ăn được dễ không bạn? Cho anh ít bột canh anh. Không có đâu bạn. Tí bóc vào bột canh thì ăn bột canh. Tí cho đấy, ăn tí yêu cầu cho một gói bột canh. Mình không hết rồi các bạn. Rồi. Cố
cố lên. Đấy, bách không cho thì ăn nó nhanh lên để còn thi vòng mới. Đúng rồi, đã ăn tham thì phải ăn nhanh lên. Ngồi ngay nhớ. Wow. Ăn mạnh vào, đầu đi ăn sạch vào, tội ăn tham không cho các bạn nhờ. Rồi, gà ngon các bạn. Con gà ngon mình yêu cầu cho ăn, thương nó em nó gầy mình cho nhưng mình xin cái đùi không cho các bạn. Nghĩ nó buồn quá các bạn. Biết thế mình cho nguyên. Mình sắp hết rồi nha các bạn ơi. Rồi, nguyên sắp hết rồi nha. Wow, ăn đi, wow cái gì? Wow, ăn đồ à. Cố lên, đồ ăn tham. Cũng quá bạn nhá. Rồi. Chua. Tập rồi đây các bạn. Rồi, cố lên. Nè mà bây giờ chạy lên đi. Hết rồi, thôi thôi thôi. Đấy, cái xương không xa các bạn ạ. Ngầm kinh thế. Đấy, có ai chưa thua chưa? Rồi, vòng tiếp theo các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Các bạn ơi, mình mà bóc vào yêu cầu nhá, mình cho ra sạch. Tại vì mình cho hỏi các bạn. Mình cho ra nghỉ luôn. Rồi, thế ai bóc trước đây? Rồi, bay bóc đi. Ui, xong. Xong rồi, xong rồi. Rồi, rồi, xong rồi. Ai bị ăn nào? Mình bị ăn các bạn. Ăn các bạn ạ. Mình bị ăn. Yêu cầu các bạn ơi. Rồi, bách yêu cầu đi. Mình cho anh Hoàng gia bánh quả sới các bạn ạ. Quả dưa. Bánh muối rồi, bánh mì đi. Rồi. Bánh mì của bạn. Bánh 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 cho tao cái này. Cho bạn gần ăn cái gì nhỉ? Gì nào? Cái gì? Mẹ. Mẹ. Hai bánh đây. Hai củ hành tây. Bánh bánh này khác gì đuổi mình ra khỏi cuộc chiến. Các bạn ơi, bách cho mình riêng một quả dưa, hai cần chín nữa. Cho quả này vào mà chống nào được. Cái này ăn không ăn sống được đâu. Bách để chơi đẻo. Thế chết rồi. Ăn cố lên. Rồi. Ăn nó dai dàng lắm. Mình ăn từ giờ sáng mai cũng không hết được. Mà ăn cố lên. Đấy, ngon quá nhờ. Ê. Đấy mình đã làm lửa quá rồi các bạn. Khiếp thật. Nó cay các bạn. Hành tây các bạn ạ. Ngon lắm. Mùi hành tây hăng thế. Bay ra đây. Đấy. Bách lại chơi khăm các bạn ạ. Chơi này khác gì đuổi thí sinh ra khỏi bàn thi. Bách chơi khăm rồi. Bạn Nguyên tới đã quá bạc bánh ngay. Tạm biệt nó loài nữa. Bái đừng sợ mặt đó. Kiếp mùi hả? Anh Dung ơi. Sao? Thôi cho em xin thua đi. Rồi ok. Cái mùi người các bạn ơi. Đấy, Cường đã ra đi. Cái mùi hăng bỏ. Đấy các bạn ơi. Còn Nguyên với anh Hoàng. Các bạn. Cái này mình không thể nào mình ăn hết cái bánh mì của mình này được đâu. Các bạn ạ, bọn tay hôm nay vẫn cái khăm mình các bạn. Rồi mình thua đây các bạn. Cái nhớ lên, nhớ cái lên sau lên. Nhớ đây bạn ạ. Rồi mình thua nhau. Các bạn ơi, mình chắc cũng xin thua các bạn. Trong này không trống rồi. Đấy, Bách rất là đẹp. Bách nghỉ cho mình nguyên một quả dưa to quá bạn. Bách nghỉ này. Không được các bạn. Bách nghỉ này chơi khăm quá bạn. Rồi. Ơi, mình xin thua rồi bạn. Mình đã mất 3 người ạ rồi cho bác ạ. Rồi, bao nhiêu là người chiến thắng? Yeah.